giây phút ông nội dọn dẹp. Hôm nay thì nói chung là bánh xèo nhí thì đây là phần 2 nha bà cô chú anh chị và các bạn. Bị gió lốc đổ rồi xong rồi đổ hết luôn là bán không được gì luôn. Nói chung là đổ vốn luôn á, tôm cua, tôm rồi thịt rồi giá rồi ấy rồi là đổ banh chành nhà lòng hết luôn. Trở tay không kịp luôn. Dạ. Ông nội thì đang bệnh. Nhưng mà bây giờ dạ, cô kêu đổ hồi nãy cô nói đổ đang đổ cây to. Mẹ dạ. Cây bự hả cô? Cái cây mấy cái cây ngoài kia chuyện nguy hiểm lắm. Rồi rồi rồi, cảm ơn chị. Rồi từ từ về ướp mấy con. Rồi. Trong muốn mưa lên, trong muốn mưa lên. Đúng rồi, trong đây. Rồi ra. Rồi con trai ra 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 chỗ ba đi. Rồi con trai ra đứng trước đi cho. Cái xe chú Long bên kia cũng ướt mê mấy rồi, nón mũ hiểm rồi mướt hết rồi. Đuối rồi ông thôi. Rồi trở tay không kịp luôn á. Mới cứ đứng đổ đang kêu đổ cho nó hết luôn cái bánh xèo rồi lấy cái bánh xèo cho chị gái kia. Mà. Dạ. Mà tự nhiên lòng cái luồng gió tới cái là bung không kịp bung luôn mà. Gãy hết rồi nè, bên kia hả? Dạ. Trời ơi bên kia chạy chi ghẹ chạy thay đây là giây phút ông nội cũng dọn dẹp luôn tình thế bắt buộc. buồn oh my god. Mai ông nội không cho ăn cháo lỏng thôi, cháo là không có thịt chuyện á, đừng có đòi hỏi nha. Mai mà đòi hỏi thịt là không được nha chứ. Ông nội nấu cháo trắng không cho ăn là ăn được rồi nha, chứ hôm nay đổ hết luôn rồi đâu được thu nhập đồng là đâu. Để mai chứ hồi trước con đem tiền mà ăn cháo trắng được đường vậy hả? Ăn cháo trộn đường vậy, cháo trộn với đường à, ngon đó, đó là chè. Cháo trộn với đường đó là ngon á, nhưng mà dẫn đâu. Để tạnh xíu ra gì anh? Còn mưa to lắm. Đang mưa to lắm. Chú Hà cũng dính mưa rồi, anh đang đi lễ hội trái cây á.
anh về anh chạy đi lễ hội trái cây á. Anh vô ngủ luôn rồi. À cái nhà của ông nội, của ông nội thuê đây là ở trên, nó trên là phía sau là có cây mận á. Có cây mận của ông nội hay là nó cây mận nó xịt phía bên này? À phía bên này hả? Cây mận nó dẻo chứ con, cây mận khó gãy lắm. Mấy cái cây giòn giòn như thầu đau rồi thì nó dễ gãy chứ cần cái mặn nó dẻo. Biết cây thầu đau không? Thầu đau á, nó giống cái bụi của cái cây thầu đau á, là con đốt lên nha. Con đốt rằng là cái tro nó đó. Con đốt lửa con phương á là nó giống như bán pháo hoa. Ở dưới nước nó phồng quá hả? À đó chú Long không biết nữa. Trời ơi, đang mưa đang gió mà cái anh kia ảnh nó đi lội qua ngoài cây kìa nè con, thấy không? Nó lội ra ngoài à, đi ngoài đường mà. Trời ơi, lội ra ngoài hiên. Hồi nãy rất chú làm thấy sợ nhất cái nó càng giờ nó tạm đã ngã lắm. Hồi nãy mình cũng không tưởng là không nghĩ không ừ. Chú Lâm nghĩ là mưa bình thường thôi chứ đâu có nghĩ là nó mưa cái kiểu này đâu. Tự nhiên nó mưa to thì không nói gì, nhưng mà nó gió nó mưa quật lên nữa. Gỗ tôm rồi thịt rồi tôm thịt thao đậu xanh, nói chung là bánh chành nhà lòng hết, bột bánh xèo trên chảo bỏ luôn sao, nói chung là hôm nay lúa giống nạn. Ông nội thì bệnh, ông nội cũng nằm trong đó cũng bệnh lúc nào không kịp luôn á, kêu ông nội ra không kịp luôn á. Mới vừa kêu ông nội ra đi, ông nội cũng quay cái bọt này xử lý này, một rút cuộc cũng bay luôn mà. Nội dặn cái nước lại nội, xả nó luôn hả? Để nó. Bữa sau ông bà cô chú ghé ủng hộ các cháu nha. Bánh xèo là địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo chúng ta đó là 35k một cái. Dạ, bình dân lắm. Đó, ngồi đó. Xong rồi. Xong. Ở Sài Gòn trận mưa này là ngày hôm qua này, nó có mưa đá. Có mưa đá nữa con. Ồ, có mưa đá. Ở dưới quận 1, quận 3 vậy đó là dính mưa đá quá trời luôn á. Đá cục nào cũng lấy bự nè. Bự nè. Như nó nóng tay á. Mưa đá là con gì con biết. Là trời nó có mưa đá. Đúng rồi. Đá đúng rồi đó đó. Cái gì ghê lắm. Ừ. Trời ơi, lên viện sợ mạng lên coi thấy mưa đá là gì. Con sợ là Sài Gòn có mưa đá. Như mới nhất đi.
Lần đầu tiên uống nước đá hoài mà lần đầu tiên mới biết mưa đá hả? Trời ơi. Đúng rồi, nhà ba lắm một lần. Anh chạy tới ngã ba đó, anh quẹo vô. Mưa lớn nhất cái này hả? À, anh rầu rĩ thế là xong, không nổi thì dọn dẹp. À, rồi về, giờ về được rồi đó. Tính tiền vậy con, tính tiền cho khách thì con. Bây giờ lại tạnh rồi, đỡ rồi. Cây cối. Ồ, bây giờ là bắt đầu là ngập nước. Bắt đầu là bây giờ cái cảnh là ngập nước. Đó,